chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của đồng chí Triệu Thế Hùng và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Triệu Thế Hùng. Đồng chí Triệu Thế Hùng sinh ngày 14 tháng 8 năm 1971, quê ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đồng chí có trình độ học vấn, cử nhân nghệ thuật, thạc sĩ nghệ thuật thiết kế, phó giáo sư, tiến sĩ văn hóa học, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, sáng ngày 12 tháng 8, tại kỳ họp thứ 24, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Triệu Thế Hùng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17 đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Triệu Thế Hùng do chuyển công tác. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15 từ ngày 1 tháng 8. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng đồng chí thực hiện các nhiệm vụ trong những năm qua. Đồng chí Triệu Thế Hùng cho biết vinh dự khi ngày 10 tháng 5 năm 2020 được điều động, luân chuyển về công tác tại Hải Dương, một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử. Khoảng thời gian hơn 4 năm công tác tại tỉnh Hải Dương đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng đồng chí với những kỷ niệm về đất và người xứ Đông Hải Dương. Có thể nói, năm 2020, tôi là cán bộ Trung ương luân chuyển về Hải Dương công tác, còn ngày mai, tôi là người con quê hương Hải Dương chuyển về Trung ương công tác, đồng chí Triệu Thế Hùng chia sẻ. Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Triệu Thế Hùng tin tưởng và chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra. Phát biểu chúc mừng đồng chí Triệu Thế Hùng nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết đồng chí Triệu Thế Hùng đã thực hiện tốt vai trò của người cán bộ, đảng viên, thể hiện rõ phẩm chất, năng lực công tác và không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 4 năm 3 tháng công tác tại tỉnh Hải Dương. Những kết quả, thành tích Hải Dương đạt được trong những năm qua là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh với quyết tâm cao, trong đó có vai trò, đóng góp của đồng chí Triệu Thế Hùng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Triệu Thế Hùng với tỉnh Hải Dương. Chúc đồng chí tiếp tục đạt được nhiều thành công trên cương vị mới và thường xuyên quan tâm, đồng hành với sự phát triển của Hải Dương. Tháng 5 năm 2020, đồng chí Triệu Thế Hùng khi đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14 được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Triệu Thế Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Chiều ngày 12 tháng 8, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và chủ trì buổi lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15 đối với đồng chí Triệu Thế Hùng. Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đối với đồng chí Triệu Thế Hùng. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, đồng chí Triệu Thế Hùng là đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ văn hóa học. Đồng chí là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, phát triển từ cơ sở, trải qua 31 năm phấn đấu và trưởng thành, qua nhiều vị trí công tác đảng và chính quyền, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, đồng chí Triệu Thế Hùng luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các nghị quyết, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cố gắng hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm được giao, thể hiện bản lĩnh vững vàng, năng lực lãnh đạo, quản lý, sát sao công việc. Việc đồng chí Triệu Thế Hùng được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15 thể hiện sự tin tưởng của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nỗ lực, phấn đấu của đồng chí trong thời gian qua.
Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với cá nhân đồng chí. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được, nhất là qua 04 năm công tác ở địa phương, đồng chí Triệu Thế Hùng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới công tác cán bộ, quyết tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng phức tạp, nặng nề của Quốc hội, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ 13 và các nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, nhất là nghị quyết 27 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tôi hy vọng rằng, đồng chí Triệu Thế Hùng sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, trau dồi kiến thức, chủ động nghiên cứu, vận dụng và tham mưu thể chế hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng vào các dự án, đề án mà cá nhân đồng chí được phân công phụ trách đạt hiệu quả cao, đóng góp xứng đáng cho công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, của Ủy ban Thường Quốc hội, của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội bày tỏ vinh dự, tự hào được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã tin tưởng điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Đồng chí Triệu Thế Hùng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và cùng với tập thể thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Để tiếp cận và bắt tay ngay vào trọng trách mới, đồng chí Triệu Thế Hùng cho biết sẽ tiếp tục học hỏi trên tinh thần cầu thị, nỗ lực cố gắng hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, cùng với thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đổi mới hoạt động, phát huy thành tựu to lớn các thế hệ ủy ban đã dày công xây dựng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Triệu Thế Hùng cũng mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự đồng hành phối hợp của các đồng chí là Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và sự tham mưu kịp thời của lãnh đạo và chuyên viên vụ Văn hóa, Giáo dục. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like,